Joe Jackson. Come on! Rất đại lượng. Và nói rất đại lượng, tỷ số được quân mình. Tỷ số được quân mình 6 đều. Ôi trời ơi, sao quá lại. Đề nghị cổ động viên ra ngoài ạ. Đề nghị cổ động viên ra ngoài. Một trong những tình huống hài hước mà chúng ta đã từng được xem trên các trang mạng và đang xuất hiện trên sân đấu ngày nay. Khi mà trái bóng chưa kết thúc thì thủ môn đã bỏ khung thành một cách đầy đáng tiếc. Bây giờ sẽ là lượt rút thứ 8.